có tên của em đi. Đủ chưa? Có ít nữa này. Mọi người sẽ được đi gặp gia đình. Nhi ơi! Rồi tí nhất tiên. Vào đi, mày đã đâu hết rồi. Ảo quá. 5, 6, 7, 4, 3 nữa. Trang ơi! Mày đưa cầm hoa cho kia nè. Ôi nhiều hoa quá. Chị em xin chú ý là vấn đề muốn đi về cái hành trình của Miss Phoenix thôi. Dạ. Nào, thật sự là đâu? Đây nè. Chị ơi, cảm phục. Alo. Em đi nhỏ chân. Dạ. Một chị ơi, là người đồng hành cái bạn thí sinh trong suốt hành trình này thì các thí sinh này về cái quá trình cố gắng các bạn thí sinh này á, và chị khi nào cái điểm trên cái này thì có đánh giá gì về cái điểm trên cái này trong tim nào? Với em rất là mạnh mẽ, rất là busy. Busy. Cái bạn Beauty Star thì rất là kỳ vọng vào bạn Chu Lê Vi Anh thành viên của team vậy á, nhưng mà bạn Chu Lê Vi Anh lại không may mắn được vào bài hát ta, thì không biết chị có suy nghĩ gì về cái vấn đề này không ạ? Thực ra thì cá nhân đó là cái sự thành công ban đầu của một bạn đã trở thành hoa hậu này, nhưng tuy nhiên con quãng đường từ giờ về sau sẽ là một chặng đường rất là dài để bạn có thể tiếp tục đồng hành và tỏa sáng cùng với cái vương miệng hậu của mình. Còn về chị Lê Vi Anh, team của thành viên thì thật ra là tất nhiên là mình có biết trước, tại vì thành viên là cái người mà đã riêng biết được khả năng của Vi Anh như thế nào, riêng biết được cái gì của Vi Anh có. Nhưng mà tuy nhiên thì trong bất cứ một cuộc thi nào chúng ta chị có những cái kế hoạch nào nhất định để có thể phục vụ cho các bạn trong cái con đường nghệ thuật sau này chưa ạ?
Thực ra thì chị cũng đã làm huấn luyện viên của khá là nhiều chương trình cảnh sát đẹp. Thì Duyên luôn nói với các bạn rằng là kể cả trong cuộc thi và sau cuộc thi, các bạn cần bất cứ một sự hỗ trợ nào của Duyên thì Duyên sẽ luôn luôn ở đây và giúp đỡ các bạn với những cái gì mà Duyên có và kể cả Duyên và thì trong cuộc thi Duyên đã hỗ trợ cho các bạn như thế nào thì ngoài cuộc thi nếu các bạn cần bất cứ khỏi thế nào thì Duyên sẽ luôn sẵn lòng. Cách đây ít ngày thì em có thấy cộng đồng fan của chị á thì rất là lo lắng về tình trạng chị bị một đối tượng lạ mặt theo dõi và công khai tất cả lịch trình của chị á. Ok, thì... chưa không trả lời. Dạ. Nghe rồi đúng không anh? Dạ. Cảm xúc của anh thế nào? Cảm xúc của em hôm nay cũng rất là vui, tuy là em không được lọt vào top 15, top show nhất, top show nhưng mà thật sự thì cái cảm xúc của em vẫn rất là thắng hoa video hôm nay. Tại em rất là vui khi mà chị Thu Thủy đã là người đăng quang. Biết cái này Việt Nam hay còn Hàm Hải? Có điều gì tiếc nuối không? Tiếc nuối em nghĩ là tại vì trong ngày hôm nay thì em có bị chấn thương chân nên là có một vài cái vấn đề nhỏ nhỏ, nhưng mà không sao cả, em cũng đã cố gắng hết sức mình và em nghĩ rằng là cái thành công ngày hôm nay này là một cái gì đấy nó rất là tuyệt vời đối với em rồi, và em sẽ cố gắng hơn nữa cho mọi người sắp tới của em, nên là mọi người cùng đón chơi nhá. Nó đi đi thi một lần nữa không? Không nói được. Hiện tại thì sắp tới em vẫn sẽ đi thi thôi mọi người ơi. Cuộc đời của mình là mình chưa trải qua cái thi thì mình phải thử, đúng không? Mình phải đạt được cái thứ mà mình mong muốn nhất. Thất bại là mẹ thành công, nên là chắc chắn trong tương lai sẽ thành công thôi. Mọi người hãy chờ nhá. Cảm ơn em. Em nghĩ sao có kết quả của bóng và tóc người? Em nghĩ là em nghĩ là đây là một cái sự cố gắng chính là bóng và nó rất là xứng đáng. Về còn chơi TikTok nữa không? Thật sự thì nói mình vui, mình buồn thì thật sự mình cũng không hẳn là buồn. Mà vui thì chắc chắn là không thể nào vui được rồi. Nên là mình nghĩ là cái thông tin mà mình không lọt vào top 15 thì mình có thể là mình có thể tiếp nhận được nó. Cũng như là nhờ vào cái sự trải nghiệm này thì mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa cho tương lai. Tại vì tôi phải té á mọi người. Cứ mỗi lần té là nó viral thôi à. Nhưng mà hôm bữa phỏng vấn thì nói là cái phương tiện đó rất hợp với em, thì em có muốn nói lại được không? Thật sự nó vẫn hợp thật. Nên là chắc tôi lâu lâu em sẽ đi qua nhà chị Thu Thủy em quật em đổi. Chứ em mình đổi ké thôi mọi người. Chứ thật sự thì kết quả nó đã quá rõ ràng rồi đó. Không tiếp tục làm clip TikTok không? Chắc chắn là có rồi ạ. Tuy là em không làm được hoa hậu nhưng mà em vẫn được làm TikToker ạ. Nhưng mà em có định là sẽ có hoạt động gọi là nghệ thuật nghiêm túc không hay chỉ là một dạ có sắp tới thì em có những dự án phim, nên là mọi người hãy đón chờ những dự án phim sắp tới của em nhé. Những dự án thật sự rất là nghiêm túc với cái gọi là đam mê nghề nghiệp này của em. Cảm ơn. Em có thể đi hoa hậu không? Đi hoa hậu thì em nghĩ đây là lần đầu tiên cũng như là rất là lần cuối. Em cảm thấy em không thể hợp với hoa hậu được mọi người ơi. Chắc em nghĩ là em không hợp với hoa hậu, em sẽ hợp với lại người mẫu quảng cáo hơn. Tại vì đây là cái phương pháp của em. Dạ, em cảm ơn mọi người. Hẹn chương trình sau nha. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.